chị Phương U50 lên chương trình tìm một nửa yêu thương, thì chị có nói chị lên đây chị không cần nghèo hay giàu, miễn anh đó biết yêu thương chị thì chị sẽ chăm sóc và lo lắng cho anh đó. Thì cái câu chuyện của chị Phương U50 xinh đẹp tiễn chồng như thế nào, thì Tiến sẽ mời tất cả cô chú và các anh chị em hãy đón theo dõi đoạn video này nhé. Thì Tiến có bán những mặt hàng khô, thì mong rằng tất cả cô chú anh em mua khô và ủng hộ cho Tiến nha. Thì lấy số kết bạn Zalo cho Tiến, Tiến sẽ gửi những mặt hàng khô cho cô chú anh chị em xem nhé. Rồi Tiến chào tất cả cô chú và các anh chị em nha. Thì hôm nay thì Tiến cũng tiếp tục lên chương trình kết nối yêu thương. Dạ, em chào chị nha. Chị chào em. Dạ, chị chào khán giả đi. Chào khán giả trong nước và ngoài nước. Chị giới thiệu đi, chị tên gì? Chị tên Nguyễn Thị Phương. Nguyễn Thị Phương. Chị năm nay nhiêu tuổi? Chị năm nay chị 50 tuổi, tuổi mèo. 50. Chị quê quán ở đâu? Chị ở Chợ Lách Bến Tre. Chợ Lách Bến Tre. Chị kể chút xíu việc hôn nhân của chị đi như thế nào? Hôn nhân của chị ly hôn em Đi hôn được bao nhiêu năm rồi chị? cũng nay cũng năm mấy. Một năm mấy. Rồi bây giờ thì trong khoảng thời gian chị ly hôn với ông xã là rồi thời gian cũng lâu rồi. Rồi chị có tìm hiểu được anh nào nữa không? Cũng có một người bạn nhưng mà chị thấy cũng không thích hợp cơ ngơi rồi thôi, rồi chị cũng không có tới nữa. Nào mình quen được bao lâu chị? Cũng mấy tháng như bạn bè vậy thôi. Như bạn bè thôi ha. Chị được mấy người con? Chị có một em. Một con trai gái chị? Con chị con trai. Trai. Rồi hiện nay là chị làm có cái công việc gì? Chị làm phụ công ty cho nhỏ cháu chị. Mình đứng nhà nhà của mình hả chị? Chị nhà mình chị. Chị ở nhà có một mình anh à? Có một mình anh. Ở sớm không? Ở sớm chó đầu sổ dữ vậy. Đây đúng rồi. Đến cửa. Chị đóng cửa lại cho nó nhỏ tiếng lại chút. Chị đóng cửa đi nha. Chị đóng cửa nha. Rồi đóng cửa lại, nó ồn quá. Đóng cửa lại đi. Đúng rồi. Sủa quá sủa. Chị kể về chút xíu về tính tình của chị đi, như thế nào, cái mặt ưu điểm và cái mặt khuyết điểm á. Chung thì chị thì cũng vui vẻ lắm. Chị thì vui vẻ mà cũng giỏi. Chị giỏi lắm. Cái tính chị có khuyết điểm gì không? Chị không có cái điểm gì cái tại chị tránh vậy, chị vui vẻ mà chị bà đồng lắm. Chị ngồi xích Chị thích xích vậy. chị ngồi xích qua bên tay tay phải chút xíu. Chị ngồi chị ngồi ngang như đó. Đúng rồi, chị ngồi ngang như đó chứ đừng ngồi nghiêng nghiêng cái xấu. Tính chị có nóng không? Nhiều khi ông chị thì cũng cái tánh thì hơi nóng nhưng mà cái chuyện gì chị biết nhận được cái sai cái đúng của chị. Cũng biết cũng có nóng em nhưng mà nóng có biết điểm dừng nha. Đúng rồi, nhưng mà chị thì chị vậy, chị sai là chị nhận sai, mà ai sai với chị cũng nhận sai, vậy là chị hòa đồng lắm Là què. vậy đó. Chị cao mấy mấy à? Chị cao 1m6, Trời ơi, cao dữ nha. cao 7, Chắc chị dài chắc trên 60 kg quá. 73 kg mà chị không có mập. Đúng không? Không không đúng rồi, không em dạ dạ biết mà. Tại vì thật sự ra nói mà nếu mà chị mà 7 mấy ký mà chị có 1 mét
mít gửi thì mới gọi là mập, còn này chị cao mít 67 68 như là, nói chung ra mập theo mà mập cái vóc dáng của chị có được chứ không phải là mập một khúc. Giúp dáng chị đẹp, tại em coi trong ngay Zalo nó giúp dáng chị đẹp. Trời, nói chung ra ở đây là ở đây con cũng đẹp rồi. Chị tháng tư em mà chị làm vậy chứ. chừng nào có anh nào về đến với chị á mới mới biết chị đẹp nữa. bây giờ làm đẹp rồi, giống như bây giờ làm đẹp tám thôi, chừng nào mà anh nào đến với chị mới đẹp mười. Anh nào đến với chị và chị nói với em á là chị thích ha, mà thương yêu chị rồi kia, với chị có chồng mà chị lo lắng cho chồng lắm, mà chị lo chị quan tâm lắm em ơi, mà tại cái số chị nó không được may như người ta cho nên á chị phải đành thôi chứ chồng chị biết sao nhỉ. Vậy là ý chị nói là chị có chồng là chị thương yêu chồng, lo lắng cho chồng, muốn chăm sóc cho chồng ha. Thương lắm, Rồi. thương lắm, thương mà lo lắm, ăn dữ lắm, chứ không phải là người ta mà không quan tâm tới chồng, bỏ ăn uống gì ăn, có chị là vậy đó, Vậy là mấy anh chưa quan tâm nào lắm. chị mà nói mấy câu này chắc mấy anh nào mà nghe mấy câu này chắc mấy anh xách dép chạy không kịp quá à. Chị nói với em đó là mấy đứa bạn chị nó nói là thì chị không bao giờ chị nói với em nha, mấy đứa bạn chơi thân với chị nó nói ai mà gặp chị là rất là có phước, chị nói thiệt, chị thương chồng lo lắng lắm, mà tại vì cái số mình nó vậy thì mình mới chịu thôi chứ, gặp chồng này nọ mình chịu thôi chứ giờ sao vậy, Em nghĩ là thì chị tốt hơn. là em nghĩ là chị là đẹp nết đẹp người nè, mà tại sao biết mà chồng chị lại chia tay chị, em không biết sao luôn. Chơi em ơi, Coi như là chị chia tay với ông xã, chứ không phải ông xã chia tay chị ha. đúng rồi, với hồi xưa chị đó chị quen, chị đi học chị quen đó, rồi hai đứa không có được tuổi, ba với mẹ chị cũng không có chịu gả, rồi cho nên là thương quá đó, gả thương chị quá, rồi cũng như không có rước dâu, rồi chị mới nói thôi kệ đi, về chết cũng được nữa. Chứ giờ đang quen thương rồi bỏ đâu được cơ, rồi cái đi câu tủ nói không có được tuổi rồi kia vậy, cái nói kệ đi, bây giờ cũng phải chịu chứ giờ không sống chung làm sao được, vậy đó về cưới về chừng nào tới đâu hay tới đó, rồi rốt cuộc cưới về cũng không. Cái đó là cái duyên số, duyên Duyên số số đến đó là hết. đó là duyên số. Chị có nghĩ là hồng nhan bạc phận không? Ê, ai cũng nói chị vậy á. Bởi vì ngộ ha, đẹp thì cũng khổ mà xấu cũng khổ, cái nào cũng khổ chứ. Nói chung á chị đi làm mà chị đi đâu người kia nhiều người ta thấy vậy á ta cũng thương chị lắm, nhưng mà chị thấy cái đời này chị thấy toàn là gì đâu, không mình mới đó mình chứng kiến đó mình thấy không gì đâu, không thôi. Theo như chị đi, theo như chị chọn một người bạn đời sau này là như thế nào, tính tình hay là cái gì đó chị thích trong lòng mình nghĩ sao thì mình cứ bày tỏ ra như vậy thôi. Thì chị thích giờ có chồng mà cũng biết thương chị, quan tâm rồi tới chị vậy đó, là chị cho đó chị thấy chị mừng rồi, chứ mà đừng có mà chị quan tâm mà chị thương yêu chị lo lắm mà bỏ bê không có quan tâm thì chị buồn lắm, chị tủi. Đúng rồi, nói chung ai không gì, có một người mà yêu thương mình, lo lắng mình, chăm sóc mình mà người đó không có ái gì cũng buồn đó. Mà Mèo chị có đòi hỏi gì anh, nói gì nữa không? không em ơi, bây giờ miễn ai chị có gặp được một người nào mà hợp với chị chị thương yêu chị lo lắng thì chị quan tâm thì quan tâm chị quan tâm chị đừng có để cho chị tuổi phận tuổi thân nữa, là như đó là chị thấy chị rất là hạnh phúc. Là đủ rồi, còn mà cái chuyện mà nghèo giàu. Bây giờ nghèo giàu thì cái đó là số phận thôi chứ chị cũng biết luôn. Không mà Cái ý ý số phận không ý ý trong lòng mình hiện giờ mình thí dụ anh đó đi. Ảnh bây giờ ảnh yêu thương chị đó, nhưng mà ảnh chẳng có cái gì hết, chị có yêu thương chị, chị có chịu chấp nhận lấy ảnh không?
cũng chịu luôn đó, nhưng mà có hợp được thì chị chịu thì đúng chứ rồi, chị không có chê nhiều. Thì đúng rồi, nói chung ra là học mình thì mình mới đến với nhau được, chứ mình không học đâu đến nhau được chị. Em chị nói chị thì chị nghĩ là cái số phận tìm mình, chứ mình không tìm số phận được. Số phận tìm mình chứ mình không tìm số phận. Không, chị nói câu này chị chỉ nói câu này cũng rất là hay. Số phận tìm mình chứ mình không tìm số phận được. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Không, chị nói câu này hay. Thật sự ra là cũng như con người ta thì có số nghèo với giàu. Thì tự mình chọn nghèo cũng được, mà mình chọn giàu cũng không được. Cái số phận tự nó đẩy đưa. Thì như cái câu nãy nói là chính xác. Số phận chọn mình, chứ mình không thể nào mình chọn số phận được. Đó. Đúng rồi. Thế nào chọn được. Dạ. Coi đi thôi, như là cái duyên đi, mà chắc em nghĩ là sau này chắc nếu mà có nào thương chị là chắc chị không có khổ như lúc trước đâu. Tại vì con người ta nó có hai lần. Thí dụ chị mà sướng trước thì chị sẽ khổ sau. Theo em kinh nghiệm nha. Mà nếu mà người nào mà khổ trước thì sau này sẽ sướng. Cái đó em theo em kinh nghiệm đó, thiệt luôn. Đó. Mà trong cuộc sống này áp dụng vào mà những người giàu và nghèo nghe chị, chứ không phải nói trên trên luôn nha. Có những ngày xưa, có những người xưa đã nghèo lắm, bây giờ tôi trở thành giàu, còn có những người giàu mà lại trở thành nghèo. Chị có tin điều đó không? Số phận đó. Dạ, đó là số phận. Tại vì sao? Biết sao? Tại vì họ giàu mà họ không làm phước. Em bảo đảm luôn, họ không làm phước đức thì họ sẽ nghèo lại. Cái đó là em cái chị nói, chị nói với tiếng nè, chị thì lương tâm chị tốt lắm, chị có bằng cao sư học. Lương tâm chị tốt lắm, chị sống chị tốt, tánh tình của chị thì sống tốt lắm. Chị cũng biết làm phước làm đức vậy, nhưng mà chị chưa có giàu có như người ta, cho nên là chị không có được làm phước cho nó nhiều như người ta được, chứ chút đỉnh thì chị cũng có. Không, em nói chị như thế này nè, cái làm phước ở đây á không phải mình có nhiều mà mình mới đợi làm phước. Chị có bao nhiêu, thí dụ người ta đi xin chị cho một lon gạo thôi, đó là cũng là cái phước rồi, chứ không phải mình cầm cho là 1 triệu 2 triệu 5 10 triệu gì đó mới gọi làm phước. Không có chị, mình có tấm lòng, mình có bao nhiêu mình mới là mình cho bấy nhiêu. Bây giờ em nói chị nè, chị nói chị ham làm phước, đợi chừng nào tôi giàu tôi làm phước, đâu được. Đợi gì nhau biết nào giàu mà làm phước, đúng không? Nên mình nghèo mình vẫn làm phước được, nhưng mà mình làm phước cái theo cái cách nghèo của mình đó, chứ không phải nói thôi để tôi giàu đi, tới chừng giàu chưa chắc chị làm phước thiệt đó, lúc đó chị cho chị tiếp. Ý nguyện của chị ha, mà chị giàu chị có tiền nhiều, cái là chị đi làm phước nhiều thật nhiều, như những lần mấy nghe làm phước cái tin TikTok rồi kia, chị thấy vậy đây, chị thích luôn lắm. Không, mà chị có ít người thì chị làm ít, bây sao giờ là chị giàu chị nó... có tiền nhiều. Bây giờ khỏi cần mà mình ước, bây giờ mình có bao nhiêu mình làm bấy nhiêu đi là cũng được rồi chị ơi, không cần phải làm cho nhiều. Chị cũng vậy đó. Chị cũng vậy đó. Thì vậy được rồi. Khả năng có nhiều chị làm phước được nhiều vậy đó. Chị đi trên đường gặp mấy ông cùi đuôi sức mẻ, hay là những người đi lỡ đường, chị móc ra cho 5-10 ngàn cũng là được rồi, chứ không phải mà đợi mình cho nhiều mới gọi làm phước đâu, không có đâu. Mấy chị đó là chị ok lắm. Vậy là được rồi, chứ không phải mà cho tiền bạc trăm bạc triệu, hay là cho tiền cho nhiều mới gọi là phước. Mình có ít thì mình cho ít, mình có nhiều thì mình cho nhiều vậy thôi. Rồi bây giờ nói tóm lại là chị chọn một anh là cũng không đòi hỏi về cái mặt vật chất lắm, đúng không chị? Thì em nói với chị thế này nè, thật sự anh nói bây giờ đó, thì sống trên đời này mình nói không tiền cũng không được đó, tại vì sống không tiền thì nó thiếu thốn trăm bề đó, cũng phải có tiền sống mới được. Mình sống bây giờ sống nói chung là thực tế đi, chứ đừng có mà màu mè qua lá cành qua lá hẹ mất công, mà cái gì mình nói thẳng. Ai chịu thôi đó, em là tính em là người thẳng thắn thiệt. Em làm ăn với ai, bất cứ em làm nhân viên trên chương trình này cũng vậy, em cứ nói thẳng chị thích thì chị chịu, còn không thích thôi đó.
tại vì em người thẳng thắn chứ chứ không phải như người ta nói thôi thế này thế nọ rồi lại năm bữa sau cái lại kiếm cái trò khác đi, là cái đó là không được đó, em là người thẳng thắn đó. Theo như chị, chị một cao 1m6, 1m7, 1m68, theo chị chọn anh nó cao nhiêu? Thì nhiều khi lùn hơn mình chút là bằng mình vậy. À, cũng được ha, lùn hơn chị Cũng chút cũng được ha. được mà bằng mình thì cũng được vậy đó. Bà lớn tuổi nha, chị mới chịu chứ nhỏ nhỏ tuổi chị không chịu đâu. Chị vậy đó, giờ cỡ tuổi chị tự lên chút em chứ Không cỡ nhớ, tuổi cũng được. không, ông bà ngày xưa người ta có câu nói nhất gái lớn hai, nhì trai lớn một, chị lớn nhỏ hơn hai, lớn nhỏ hơn 2 tuổi chị có sao đâu. Chị sợ mấy người lớn tuổi nhỏ tuổi hơn mình sao chịu mình em. Không không có sao, bình thường ăn thua cái người đó là người ta thương mình là được, còn lớn tuổi với nhỏ tuổi không quan trọng ở đây. Miễn sao à, chị thương chồng chị quan tâm với chồng, chồng nó cũng quan tâm chị, đừng để cho chị buồn tuổi là chị thấy như đó chị mừng rồi. Chị đừng tuổi cũng phận cái anh chị mà chị tuổi buồn cái trong lòng con óc chị nó sao đâu á, Vậy hả? buồn. Vậy là chị, Vậy vậy là cái tánh chị là coi như là cũng hay mềm lòng. chị thích vậy, chị thích chồng mà chị thương chồng, chồng cũng thương chị, quan tâm chị vậy đó. Đi đâu là hai chồng phải đi chung. Ăn uống gì đi làm chị lo cho chồng ăn, mà chồng phải thương chị chị đó. Ơi, cái này mà tại giờ em tại giờ thường thường á, thường thường người ta lên chương trình người ta nhắc là người ta phải đòi hỏi là anh đó phải có tiền, anh đó phải rất là giàu để lo lắng cho cuộc sống cho tôi. Còn tự giờ chị tự giờ nói lòng lòng vòng chị hồi cũng nói là tôi thương chồng, tôi chăm sóc chồng không à. Vậy mà chứ giờ chị hỏi em chứ giờ mình đòi hỏi gì, số phận mình bây giờ vậy thôi chứ giờ tôi nhắm đòi hỏi sao được, đòi hỏi cũng không được mà không đòi hỏi cũng vậy đi, số Coi phận coi đem như là ý như chị là thôi đi, cái số phận nó đưa đẩy tới đâu thì tính tới đó ha. miễn sống sao có hạnh phúc và thương nhau rồi được rồi, vậy rồi quan tâm với nhau, lo lắng cho nhau vậy. Mà chị thế là chị có lo cho chồng nhiều hơn hơn chứ chồng không có lo được gì cho chị, bởi buồn chứ Nói bây điều đó giờ lại, mà mình nói nói điều vậy nữa rồi mình còn tủi dữ nữa em biết không vậy đó. nó đi nói lại hồi cũng cũng nghĩ lo cho chồng. Em bảo đảm chị luôn, em đăng cái đoạn video này của chị lên là chị nghe máy không kịp luôn. Thiệt chị nói thiệt luôn á, chị bây giờ chị làm vậy rồi cái chị buồn chị tủi lắm. Sáng này chị đi làm, chiều chị về, chị tối chị về, sáng chị đi làm, chiều chị về. Tính tính ra thật sự ra nó là cũng rất buồn hả chị. Buồn chứ em, buồn. Mình thấy người ta xấu xí mình mà người ta chồng cưng yêu thương rồi này kia đó, rồi mà người ta ăn chơi, còn mình thì lo đi làm, lụng sáng đi chứ chiều về. Cực khổ mà đây có chồng không được vậy, mình cũng bằng ai với mình tuổi lắm, tuổi lắm em ơi. Đúng rồi. Rồi thôi bây giờ chị nói một lời nào đi để hai chị em mình kết thúc chương trình, để cho bên nào nghe được và anh hiểu chị hơn để đến làm bạn với chị. Nói thì sao em, Nói sao á, thì chị nói sao đó. Vậy trong lòng chị thì nói sao để cho ông ảnh đến làm bạn với chị thôi. chị nói vậy như cũng nhờ Đức Tiến, lên nhờ Đức Tiến gì đó mà ai mà Hồ Tiến chứ không phải là Đức Tiến. có một Tiến á, vậy mà có ai mà thích làm bạn với chị á thì yêu thương chị, quan tâm chị này kia cho chị đến tuổi hơn là được rồi. Rồi thì mấy anh xem chương trình của Tiến thì phải nhanh tay lẹ chân lên nha để đón chị về nha. Quên cho em hỏi một câu này nữa. Rồi bây giờ nếu mà chị có một anh thương chị rồi, chị có phải về nhà anh đó hay là anh đó về nhà chị sống? Bên đây cũng được hay về nhà bên đó cũng được, Bên đâu cũng bây giờ được. thì nhà 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 chị ở nhà đây với cháu chị hai đứa nó cũng đi được hết rồi, thì bây giờ chị ở nhà của ba mẹ chị và nhà thờ
Nhà thờ thì bữa cháu chị nó đi về với tỷ 5 2 năm chị nó về chơi 1 tháng vậy nó cũng đi. Rồi. Còn nếu mà chị ai thương chị muốn chị về nhà thì chị về nhà thì để lại cho em kế chị nó ở. Coi như là ở bên đó về bên kia cũng được mà về nhà của anh đó cũng được hết. Ok. Rồi thôi em cũng cảm ơn chị rất là nhiều để mà lên tham gia chương trình Tìm Một Nửa Yêu Thương. Thì em cũng chúc chị sau này được gặp nhiều may mắn hơn trong cuộc sống và có một anh nào đó đến với chị, thương yêu chị và sẽ lo lắng cho chị Ok. ha. Rồi Tiến cũng tạm dừng cái video đây, thì mong rằng tất cả cô chú và các anh chị em có thương Tiến thì nhớ đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để nhận video mới nhất của Tiến nha. Tiến chào tất cả cô chú và các anh chị em nha. Rồi chào khán giả chị, bye khán giả đi. Hãy